Trong đêm tối, một người mặc đồ của Action Kamen đột nhập vào một tòa nhà dưới sự hỗ trợ từ sau của một cô gái. Nghe tiếng động, bảo vệ liền tới kiểm tra. Giữa hàng ngàn mô hình Action Kamen giống nhau, anh ta may mắn thoát nạn. Sau đó, anh trèo lên tầng cao nhất, đeo một thiết bị lên đầu. Đúng lúc ấy, thì cô gái phát hiện có người đang đến, liền chạy đi ứng cứu. Action Kamen hét lên, một luồng sáng xuất hiện. Khi ông ta sắp lên đến nơi, thì Action Kamen thất bại. Trước khi bị hóa đá toàn phần, Shin ném cho cô gái một món đồ và nói: Tamiko nhấn nút và lập tức biến mất. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay, tôi sẽ kể cho cả lớp nghe về tương lai của đội phòng vệ Kasekabe nhé. Không biết các bạn ấy trông sẽ như thế nào nhỉ? Quan trọng hơn hết là Shin sẽ lấy ai, có phải chị Nanako không? Movie 18, xuyên qua không gian và thời gian, vị hôn thê đến từ tương lai. Bắt đầu! Sáng nay, mẹ Mise đang sắp xếp lại quần áo thì tìm thấy một chiếc khăn voan. Bố Hiroshi thì mở máy bài nhạc cũ rồi ngồi hoài niệm về thời trẻ. Lúc sau, Shin và Hima đang mải mê coi Action Kamen. Mẹ Mise đội khăn rồi khoe bố Hiroshi. Đang cáu mà còn bị thằng con trời đánh gọi là bà già. Ở công viên, các bạn đang chơi trò nghề nghiệp tương lai. Masao muốn trở thành một mangaka nổi tiếng. Kazama thì muốn làm chủ tịch tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Nên là một nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp mà các anh chàng giàu có muốn chiếm lấy. Còn Bo sẽ là nhà sáng chế. Với Shin thì khi trưởng thành, cậu sẽ là người lớn thôi. Nhưng mãi là trẻ con vẫn thích hơn. Bỗng nhiên xuất hiện một vùng sáng kỳ lạ, từ đó chui ra một cái mông. Tamiko nhìn Kazama, vầng trán thông minh, cái miệng nhỏ bé, đúng là anh rồi Shinosuke của em. Chị gái có vẻ thất vọng nhưng vẫn phải ngỏ lời nhờ Shin bé đến tương lai giúp Shin lớn. Sau một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, chị ấy mới chấp nhận rằng thấy Tamiko định đưa Shin đi, các bạn liền chặn lại. Mẹ tớ bảo rằng không được đi theo người lạ đâu. Chị không phải người lạ, chị là hôn thê của Nohara Shinosuke. Shinosuke là chồng chưa cưới của chị. Giờ chị sẽ đưa em tới tương lai bằng cỗ máy thời gian của anh ấy. Không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên em. Ở tương lai có nhiều chocobi lắm nha. Tamiko bấm nút, một quả cầu xuất hiện. Các bạn lo lắng bá theo Shin, tất cả biến mất. Khung cảnh trở nên đen tối. Ở đây, ban ngày cũng như ban đêm, Kasekabe tương lai đã trở thành thành phố Neo Tokyo. Trong thành phố tràn ngập ánh đèn, Action Kamen có ở khắp mọi nơi. Shin lại thích quái chứ, nhưng cái tính mê gái thì có lâu mới bỏ. Trước khi bị bắt, anh ấy đã nói rằng hãy mang Shinosuke 5 tuổi đến đây. Ước mơ anh Shin đang theo đuổi là chiếu sáng cho toàn thế giới. Bên này, đội phòng vệ đi lạc vào một khu chợ tăm tối, tối tàn. Họ phải tìm Shin và chị gái kia, nhưng tìm ở đâu bây giờ? À, có một tòa nhà rực rỡ kìa. Các bạn chạy đến đó, nhưng lại không có lối đi. Tuy sợ, nhưng các bạn vẫn vui lắm, vì đây là tương lai. Chỉ cần tìm họ ở tương lai là có thể nhờ giúp đỡ rồi. Hơn hết, các bạn cũng rất tò mò liệu bản thân có đạt được ước mơ hồi nhỏ hay không. Bỗng Bo tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, nhưng bên trong chẳng có hàng hóa gì mấy. Có hộp chocobi nhưng đắt quá, tận 1.800 yên. Đang định bỏ đi thì Maso cứ đứng như tượng, chăm chú nhìn người bán hàng đang cảm giảm về quyển chuyện trên tay. Không lẽ đó chính là Maso trưởng thành sao? Đúng vậy, Maso đã trở thành một mangaka, nhưng sự nghiệp lại quá tệ hại, không như Maso ngày nhỏ tưởng tượng. Bên này, Shin hỏi về ước mơ thắp sáng thế giới của Shin lớn. Không, thắp sáng ở đây nghĩa là khiến trái tim của con người trở nên hạnh phúc, giống như được ăn chocobi đấy. Cùng lúc ấy, ở tập đoàn Kaneari, chủ tịch Kaneari gọi điện cho trợ lý hỏi về tình hình truy bắt Tamiko, con gái của ông ta. Trợ lý đã thuê một đội quân tìm kiếm khắp thành phố rồi, chi phí tiết kiệm lắm. Người trợ lý này có vẻ quen quen, anh chàng cũng làm mai mối cho các cô gái luôn đấy. Shin và Tamiko đã đến tòa tháp nơi Shin lớn bị hóa đá. Tami trèo lên, cô bật khóc khi nhìn thấy anh Shin bị teo nhỏ. Nó là một con búp bê mà chị. Bỗng có tin nhắn thoại phát lên. Shinosuke đã bị ta bắt giữ. Nếu con muốn ta thả hắn ra thì hãy quay về đây. Ta không đảm bảo tính mạng cho hắn đâu. Tin nhắn đó là từ bố của chị Tamiko. Bỗng một khinh khí cầu tiến đến, bên trên là các cô dâu. Tưởng rằng một bài hát du dương sẽ được cất lên, nhưng không, đây là hội ế toàn thân. 34 tuổi rồi mà vẫn chưa chồng nên rất khao khát được kết hôn. Khao khát tới mức ngáo ngáo luôn rồi. Họ bắn dây tới rồi chặn đường hai chị em. Hanayome,
đây chính là quân đoàn cô dâu ế chồng, được người trợ lý thuê đến để bắt Tamiko. Tamiko tung mấy thẻ bài hội độc thân, cả quân đoàn lao vào cướp như cướp chồng. Tami và Shin tranh thủ nhảy xuống, bay một vòng. Quay lại với đội phòng vệ, không ăn đuổi thì thôi, mấy người này còn nói mấy câu sát thương, làm Maso càng đau lòng hơn. Nene thì vẫn mơ mộng lắm, tớ sẽ là cô giáo, với để trẻ em vui được xung quanh luôn. Khịa Maso cho lắm vào, giờ quê quá Nene ạ. Bỗng Shin và Tamiko bay tới. Kazama, phía sau kia. Cả đám chạy toàn loạt, quân đoàn cô dâu với đủ thứ vũ khí lợi hại cũng không thể cản bước Tami và đội phòng vệ. Họ muốn bắt Tami về chịu tội với chủ tịch Kaneari, đồng thời chiếm lấy cơ hội được người trợ lý may mối cho mấy anh đẹp trai. Nhân lúc họ lục đục nội bộ, cả đám núp vào một con hẻm. Các bạn rất hốt hoảng, có chắc chắn chị Tamiko là cô dâu của Shin không đây? Thế thì phải làm bài test vậy. Điểm tốt nhất ở Shin là gì? Tami hồi tưởng về lần đó, trên xe buýt, anh Shin đã nhường chỗ cho chị. Chắc Shin đứng để ngắm mấy em gái ngoài đường thôi. Shin còn mua kem cho chị nữa, chắc tại mấy em gái bán hàng xinh đẹp quá ấy mà. Khi chị buồn, anh Shin luôn bên cạnh, dù không nói câu nào, nhưng chị thấy rất nhẹ nhõm. Chắc ông ấy ngủ quên thôi chị ơi. Đúng, Shin có rất nhiều tật xấu. Nhưng ở bên cạnh anh ấy, lúc nào chị cũng cảm thấy vui vẻ, giống như các em vui vẻ khi được chơi cùng nhau vậy. Shin ngượng ngùng bỏ chạy. Chạy chi để bị bắt hả trời? Kể hết mọi chuyện ra, không ta sẽ giết nó đấy. Kaneari Tamiko thấy ông Shin chơi trò đếm cánh hoa, kết luận Tamiko không thể kết hôn, làm ba chị này sướng ra mặt. Nhân cơ hội, cả đám bỏ chạy luôn. Đến bờ sông, Tami hỏi Shin có đau không, nãy gai của bông hồng đâm vào má rồi. Shin lạnh lùng nói không sao, nhớ trả công cứu mạng 100 triệu yên đấy. Tami lại nhớ về hôm ấy, khi cô tuyệt vọng, thấy mình vô dụng, chỉ gây khó khăn cho công ty Kaneari của bố. Anh Shin đã đưa Tami hộp bánh Chocobi, khiến tinh thần cô trở nên tốt hơn. Khi Shin quay đầu lại thì Tami đã biến mất. Đội phòng vệ lại bước đi với cái bụng đói meo, vòi nước cũng chẳng có một giọt. Shin nhìn khung cảnh xung quanh rồi bỏ chạy một mạch. Cậu rất lo lắng cho bố mẹ, Hima và Bạch Tuyết. Lần theo tiếng nhạc quen thuộc, nhà mình đi rồi, sao trông nó lại như thế này? May quá, Bạch Tuyết vẫn còn nhớ Shin. U là trời, một đàn Bạch Tuyết con luôn. Nghe tiếng ồn, bố ra ngoài kiểm tra. Các bạn cũng đã chạy đến. Cả đám ăn như chết đói, bố mẹ đều bất ngờ khi biết bọn trẻ đến từ quá khứ. Cái đầu nhỏ xíu này, cái màn đông lính này, thật là nhớ ngày ấy biết bao. Sau khi nghe Shin kể chuyện về Tamiko, bố mới nói rằng người nắm quyền cai quản thành phố Neo Tokyo chính là Masuzo Kaneari, bố của Tamiko Kaneari. Nhiều năm trước, Nhật Bản phải hứng chịu một cơn mưa thiên thạch, thành phố Kasukabe bị tàn phá nghiêm trọng. Từ ấy, bầu trời tối đen như mực, khí hậu lạnh lẽo. Hy vọng duy nhất lúc bấy giờ là nguồn lực của nhà máy điện Kaneari. Nhưng chủ tịch Masuzo là một tên độc tài tham lam. Hắn ra lệnh xóa sổ tất cả những ai chống đối hoặc không mang lại lợi nhuận cho hắn. Công ty Futaba nơi bố Hiroshi làm việc phá sản là vậy. Tại tập đoàn Kaneari, Tamiko đang bị ông bố Masuzo giáo huấn trong một trận. Sau đó, chủ tịch cho gọi trợ lý đến. Anh ta là người được việc nhất, kiếm được nhiều tiền cho chủ tịch nhất, nên sẽ được nhận một phần thưởng. Tamiko phản đối, nhưng chủ tịch lại lôi con tin Shinosuke ra để ép buộc. Còn anh trợ lý, nếu đồng ý, ngay lập tức sẽ trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Kaneari. Sáng hôm sau, Kazama dậy rất sớm, nhưng với thời tiết này thì cũng chả biết đang 8 giờ sáng hay 8 giờ tối nữa. TV phát bản tin về chủ tịch Kaneari, ông ta muốn thông báo rằng con gái Tamiko đã tìm được một nửa của đời mình, đó chính là Kazama Toru. Hôm nay, tại tòa tháp Kaneari, đám cưới sẽ được tổ chức. Hãy đến lấy vé tham dự sớm nhất có thể. Shin trầm tư suy nghĩ. Tại Neo Tokyo, khách mời đến rất đông. Tamiko trong bộ váy cưới, bần thần đứng trong phòng chờ. Còn ông bố Masuzo thì đang cười đắc chí vì nhờ đám cưới này mà kiếm được cả bộn tiền. Kazama đến và thông báo sắp đến giờ rồi. Dòng người đang tiến vào tiệc cưới, quân đoàn cô dâu ế chồng giữ vai trò bảo vệ, xếp hàng hai bên, vô cùng ghen tị với Tamiko. Bỗng một ông cụ bị chặn lại, ông cụ Hiroshi đến đây để đưa đứa cháu đi gặp bố nó. Thì giống anh Kazama thật đấy, nhưng anh Kazama không phải hạng người như thế đâu. Cả đám nhân cơ hội túm tụm lại,
Hết cách rồi, bố và mẹ đành dùng chiêu cuối. Tất cả xông lên, cả bạn đã bị bắt. May mắn cô Shin chạy tót vào trong. Hóa ra, mẹ Mise mặc bộ đồ bó mới gầy như thế. Bố cũng bay tóc giả luôn rồi. Anh sang chiêu xuống, cái đồng hóa chói lọc của bố đã cứu cả đám một phen. Mẹ lăn một đường, thành công hạ gục quân đoàn cô dâu. Chạy vào trong thôi, hội chị em cũng đã lên đồ. Hội trường mở ra, kính thưa các vị quan khách, hãy hướng về sân khấu để chào đón cô dê và chú dâu của chúng ta. Tamiko mặt buồn rầu như khi nghe thấy tiếng gọi của anh Shin. À không, cô Shin, chị cười rất tươi. Shin nhảy xuống cứu Tami, nhưng nhớ lời bố đã nói, để đổi lấy sự bình yên cho hôn phu, Tami đã cả Shin lại. Chị sẽ cưới Kazama, xin đừng tìm chị nữa. Đám đông hò reo chúc phúc, chỉ có Shin đứng bần thần. Shin quyết tâm hành động. Quân đoàn cô dâu nhảy xuống chặn lại, đội phòng vệ tiến lên. Shin bị trói lại, nhưng các bạn đã kịp thời giải cứu. Senene đây. Po và Maso kết hợp tấn công. Bom nổ liên tiếp, nhưng không thể cản bước tiến của cô Shin. Bên này, Maso lớn đang nghe bản tin tường thuật trực tiếp về đám cưới kia. Nene lớn cũng vô tình nghe tin. Nhìn thấy hai đứa nhóc, dường như họ đã nhận ra đó chính là mình thuở bé. Trong căn phòng đầy máy móc, một nhà phát minh cũng vô tình nghe được bản tin. Đám đông hốt hoảng bỏ chạy, Shin trúng đạn và bị tóm gọn. Tami động lòng nhưng bị bố túm tay lôi đi. Tami nhìn vào những bức tượng đá và nhận ra kia chính là anh Shin thông qua thiết bị đeo ở trên mắt. Shin dùng chiêu chọc lách thần trưởng giải thoát vòng vây. Tami bị bố giữ lại, nhưng chị xé váy chạy đi luôn. Cả hai nắm tay nhau, theo sau là đội phòng vệ, vẫn là tất thối thần trưởng, nhưng có niên đại 30 năm không giặt. Bố Hiroshi chặn đứng cả đội quân cô dâu. Shin mải ngắm nghía nên vấp phải dây vết cắm. May là không sao. Chủ tịch Canary tức giận, ông ta đã đầu tư mọi thứ để dạy dỗ con cái nên người. Vậy mà chỉ vì tên Shin kia, hắn không muốn làm việc cho tập đoàn Canary, khiến Tamiko cũng muốn bỏ đi theo hắn luôn. Đã thế thì hắn phải chết. Chứng kiến những bức tượng đá nổ tung, Tamiko gục ngã, mọi người bật khóc, đau khổ tột cùng. Chủ tịch ra lệnh cho Kazama đi bắt Tamiko về. Kazama xin ngài hãy bình tĩnh. Tamiko, Shinosuke đã chết rồi. Hắn đã nổ tung rồi, ngươi bị ảo tưởng à thằng nhóc kia. Chủ tịch khởi động Robot X, bắt lấy Tamiko cho ta. Shin không do dự, lao thẳng đến. Gió lạnh băng tuyết cũng không thể cản bước. Cậu nhóc lao trèo khắp người robot như một con khỉ. Nó đã tóm được, nhưng Shin cứ ôm lấy mắt, khiến nó mất phương hướng mà ngã ình xuống. Không, Shin vẫn chưa chết và sẽ không bao giờ chết. Đúng lúc ấy thì tiến sĩ Bo bay đến, thông báo rằng Shin lớn vẫn còn sống. Năng lượng Obaka vẫn còn hiện trên radar này. À, Obaka là năng lượng, chỉ có đồ ngốc mới có nhé. Nó là viết tắt của O, Bikuri, Aggressive, Canary Sugoi và Amazing. Amazing, good job em. Không, thằng Shin đã chết rồi lũ ngốc. Bo bật đoạn ghi hình vừa nãy, khi bom nổ, bức tượng Shin đã ngã ra phía sau và rơi xuống xe chở cho Kobe. Nước mắt Tami rơi xuống, vui mừng không nói thành lời. Chủ tịch thất vọng, tại sao chuyện đó lại xảy ra cơ chứ? Là vì khóa cố định đã bị mở, sự vô tình của Shin bé đã cứu chính mình đấy. Chiếc xe chở bức tượng đang đến công viên Canary, mọi người tới đó thôi. Đừng hòng, chống lại ta chỉ có chết mà thôi. Kazama chạy đến ngăn chủ tịch lại, nhưng bị đá xuống. Ông ta lao vào bên trong, tự tay điều khiển Robot X. Hỡi các chị em, chưa lấy được chồng thì chưa thể chết được, chúng ta chuồn thôi. Xe cho Kobe vào bến đỗ, bức tượng lăn xuống đoàn tàu đang chở các bạn nhỏ. Tên lửa của Robot X có sức tàn phá rất kinh khủng. Thôi chết, ông bà Nohara bị vấp ngã rồi. Papa, mama, daijoubu. Himawari. Ôi má ơi, đây là bé Himawari đấy. Lại đến lượt Maso gặp nguy hiểm. Xe buýt mẫu giáo Futaba lao đến cứu. Maso và Nene đã tới rồi đây. Robot X phun tuyết lạnh, hòng đóng băng cả lũ. Phải đến lượt Bo ra tay rồi. Một con robot thò lò mũi khổng lồ xuất hiện. Xin giới thiệu, siêu robot Bochan 28. Việc ở đây cứ để Bochan 28 lo, còn chúng ta đi cứu Shinosuke thôi. Lão Canary soi camera và thấy bức tượng đang nằm trên tàu lượn siêu tốc. Điểm cuối của đường ray là đường cụt. Thôi chết, Tami và Shin lao lên mô tô của Hima. Những người còn lại chui vào trong Bochan 28, phóng thẳng đến công viên Canary.
bức tượng đây rồi. Họ trèo lên và đoàn tụ với anh Shin, nhưng gọi mãi mà chẳng dậy. Ba mẹ có gắt mỗi sáng gọi cũng không ăn thua. À, để đánh thức công chúa đang ngủ thì phải hôn nhau á. Bên này, Bo-chan 28 đã bị gió tuyết đóng băng. Shin khóc lóc vì mất nụ hôn đầu đời. Tàu lượn sắp chạy xuống rồi, cả hai sẽ chết mất. Ủa, sợ cu Shin chết mà lại thả nó khỏi tàu là sao? Tami ôm chặt bức tượng, trao cho anh Shin nụ hôn cuối. Cũng may là Shin bé bám được vào thân tàu đấy nhá, ghét ghê. Bỗng nghe tiếng tim đập ngày càng mạnh, năng lượng Ubaka đang gia tăng đến mức cực đại. Tamiko. Anh Shin đã quay trở lại rồi. Bố Hiroshi tức giận, ông làm bố kiểu gì mà lại bảo con gái mình chết đi hả? Bo-chan 28 dưới sự điều khiển của ông Nohara quật ngã robotic. Cả ba rơi xuống, may mắn Bo-chan 28 đến kịp lúc. Anh Shin nói rằng để chiếu sáng thế giới, một mình anh không có đủ năng lượng Obaka. Nói xong, Shin lớn đeo cái vòng vào mông của Shin bé. Ánh sáng mặt trời rọi xuống, bầu trời trong xanh đã quay trở lại. Người dân phấn khởi chạy ra đường, những mầm cây sau bao lâu chờ đợi cũng được vươn vai. Hima bước đến, Kaneari, ông đã bị bắt vì rất nhiều tội, đầu hàng trước cảnh sát quốc tế đi. À mà các cậu biết lý do cao cả mà anh xin cứu thế giới là gì không? Vì tăm tối quá thì trời lạnh, người ta mặc đồ kín lắm. Mát mẻ như này thì mấy em gái mới diện đồ hai mảnh chứ. Thấy anh hùng Shinosuke, các em gái chạy đến mu như ruồi. Chuồn thôi, kẻo Tamiko đánh chết bây giờ. À, Shin 5 tuổi này, tương lai nằm trong tay của em. Hãy cứ làm những gì em thích nhé. Bye bye. Và từ đây, Shin ước mơ trở thành người lớn càng sớm càng tốt. Các bạn lại quay về quá khứ, muộn quá rồi, về nhà kẻo bố mẹ mong nào. Trên TV đang đưa tin về cơn mưa thiên thạch chuẩn bị đổ bộ xuống Nhật Bản. Ui may quá, bố vẫn còn tóc, mẹ vẫn gầy. Bé Hima lại nghịch ngợm, cả nhà lại ồn ào như mỗi tối. Thôi thì tương lai là điều không thể tránh khỏi, cứ sống thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Tớ vẫn tiếc nuối vì không được biết mặt của Shin lớn đây. Có ý kiến đóng góp nội dung hay đề tài gì thì góp ý về tớ nhé. À, đừng quên nhấn like và đăng ký nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.